Chào cả nhà, chợ thủy của mình ơi, gần USD. Trái này ha, cái trái này là cái trái bí ngòi nè. Đó, quá xá rồi. Thôi bẻ nó vô đi mọi người ơi. Đây, được một trái bí ngòi. Rồi. Rồi, bây giờ mình đi vòng vòng kiếm coi thu hoạch được gì ha cả nhà. Có trái nào to to nhổ lên. Đây, mà nó to quá cũng được cả nhà. Được rồi nè, cỡ này nè. Cỡ này được rồi mọi người ơi. To quá, đắng lắm. Đây nè mọi người. To to bự bự rồi. Hôm bữa thấy ngẫu nó hơi bự quá mọi người, cho nên là nó hơi đắng, chứ không có bự lắm, vừa vừa là được ha. Nè. Đó. Được mấy củ. Cái củ này cũng to lắm nè mọi người. Đắt quá trời. Này, mở lên luôn. Nè, gà gà mổ của thị đó. Này, rồi, nhổ được một mớ. Rồi bây giờ cùng đi với thị ha mọi người. Đi thị qua bên đây. Trời bắt đầu vừa nắng lên chói chang mọi người. Buổi sáng ở thôn quê ở đâu cũng vậy ha. Thấy ấm áp lắm buổi sáng, không khí á. À, thời tiết rất là dễ chịu luôn. Đây mọi người ơi, cái này nè, lần đầu tiên thì trồng luôn. Hai năm thì làm nông, lần đầu tiên trồng. Rồi nó lên vậy nè mọi người, cái cây của nó to khủng hoảng luôn. Đây mọi người, mà cái cây này nha, ở trong á, đây, ui em nó đã nè. Chồng thì á, nói á, ở ngoài á, bí đĩa bay nó to rồi, em canh em ra em bẻ đây. Cái trái này đã quá trời. Cái trái này không biết có già không mọi người. Nhưng mà thủy thích để nó to to vậy đó. Một trái ha, nó có bẻ được chưa ta, hay là phải để nó to chút nữa. Để thì bẻ cái trái này rồi thì cắt rồi thì coi ha, thì cắt ra thì coi khi mà mình thu hoạch thì cỡ nào thì thu hoạch được. Đây rồi, thì được hai trái bí đĩa bài nè mọi người. Bây giờ ra em, đây là vàng dâu của thị. Trái dâu nè, cái to quá mọi người, bẻ nha. Wow, to luôn, đã ghê luôn. Rồi thu hoạch. Ôi nó đã quá mọi người, được thì mua dâu quá mọi người, thì mua hai loại mà được mấy trái. Bên này được mấy trái nữa nè mọi người. Ủi sao dâu mình trồng nó cũng bự ta, hôm bữa thì đi bứt dâu á, cái trái nó cũng nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà mình trồng nó to ha. Nó thu hoạch được mấy trái bây giờ tiện coi. Nè em nó đang nè mọi người. Rồi bỏ vô. Bên đây nữa. Cũng được ha. Kệ. Gà tươi tươi nước nha mà. Có đồ thu hoạch đồ ngon ăn. Mà vừa trái dâu cũng ok lắm mọi người ơi. Vậy là cũng đã rồi. Ồ em nó nằm dưới đây nữa. Thôi trái dâu nó to hù quá. Đã quá. Thiệt là năm sau thì sẽ củng cố thêm loại dâu thêm. Mình thì sẽ trồng một vườn dâu thật là to. Tại năm nay thì nghĩ thì không. Ô trời bên đây nhiễm rồi mọi người. Đây. Wow. Trời ơi, dâu đỏ mặn luôn. Đã quá vậy ta. Gà tươi. Ôi cái trái dâu đã quá. Quá trời sao là đã. Hồi nè. Ở bên đây cũng nha. Trái này.
Vậy là thu hoạch cũng ok quá chứ. Rồi, còn hôm các em của chị ơi, cái trái này thì nó chưa có chín lắm mọi người. Ừ, thì mua dâu á, thì mua hai loại dâu mọi người. Một loại bên đây á thì nó quá xá là bự luôn nha, cái trái nó bự lắm. Còn cái loại dâu này không hiểu sao cái trái nó chỉ nhầy thôi mọi người, nó chỉ chút chiêu chiêu vậy thôi mọi người ơi. Trái dâu này mọi người nó kỳ quá à, nó nhỏ xíu ấy à, gớm luôn mọi người, hôi khỏi luôn, nó nhỏ xíu xíu à mọi người, mà nó rất là ngọt nha. Nhưng mà thì không có thích sao nó nhỏ nhỏ đó, thế mình hái không có đã tay, to to hái lên thì còn thích thích ha mọi người, nếu mà nhỏ quá. Năm thu hoạch được mấy trái dâu tết của mọi người ơi. Đang lẻn trong đây cũng có trái dâu nè mọi người, đang lẻn cái bên này đó, trái dâu đã không. Ở Việt Nam mình trồng được dâu không mọi người? Chắc có chỉ có ở Đà Lạt thôi ha, chứ không mấy chỗ kia thì nóng quá chắc không trồng được đâu. Cái này thì nó không có chịu nóng lắm, nó vừa mát mát thì ok. À, đây. Cái em nó nhỏ nhưng mà đỏ mọng quá. Thôi cái em nó vô luôn đi con. Rồi bây giờ thì đi xuống đó thu hoạch chút rau vô nấu canh cả nhà ơi. Rau này năm nay thì cũng lần đầu tiên trồng luôn. Ở Oregon này á thì nó khác hơn những cái tiểu bang khác á, cho nên là thì trồng thử. Nhưng mà nó lên được rồi mọi người, thì cũng ok ha. Này, rau này thấy gì chứ, ở Việt Nam mình á, mọi người thấy gì chứ, cái rau này nè, rau dền này ở Việt Nam mình á, rau dền này ở Việt Nam mình rẻ bèo luôn, ở bên đây mua trong siêu thị mua rất là mát nha mọi người. Muốn ăn một bát canh mát mát là cũng không có rẻ, cho nên là hả. Đây, non đã hả mọi người ha. Rồi, cắt được một nồi canh. Lần đầu luôn. Cái này á, là Thủy cũng mua hạt giống của Việt Nam mình á mọi người. Mua hạt giống ở trên mạng á, ở trên website chứ không có ở cho siêu thị Mỹ. Thì cắt vậy cho nó ra cái mới. Thích ơi là thích luôn mọi người ơi. Được một mớ vậy đó. Một mớ vậy ở bên này là cũng hả 5-6 đồng á mọi người. Mấy nhánh thôi. Về được cầm mấy lá để mà trồng rau, để mà ăn tô bát canh thôi. Thu hoạch nho nhỏ nhưng mà niềm vui lớn không mọi người. Ở nước ngoài á, à, trồng thủy trồng rau cải Việt Nam á, nó mắc hơn nhiều cái loại rau Mỹ lắm mọi người ơi, nên là cũng không có, mà cũng không có biết mua ở đâu á. Đây thì được, đây nè cả nhà, một mâm rồi nè. Ok, bây giờ mình đi tìm coi còn thu hoạch được gì nữa không mọi người ha. Rau dền, rau tây và rau dền. Rồi bây giờ thì qua đây thì bẻ miếng ha. Này nè mọi người, coi coi. Đây cái dàn đậu với Thủy nè. Thủy làm cho cái dây cho nó leo leo nè mọi người. Đó, leo leo lên. Ôi nó đã chưa. Bây giờ thì Thủy phải một tay cầm một tay bẻ nha mọi người ơi. Rất rất là non luôn á, thích ghê luôn mọi người. Cái đầu này thì là đậu Mỹ á mọi người, cho nên nam quà nó rất dễ trồng. Cái gì mà người ta bán ở tiểu bang Oregon thì trồng thì nó lên ok lắm mọi người. Còn những cái rau cải Việt Nam á thì mình phải trồng thử, có nhiều thứ thì trồng nó không có lên. Thì
gieo hạt giống mình không có lên, cho nên là thử cũng nhiều loại. Thử nhiều loại thì cái nào nó lên thì mình biết rồi năm sau mình trồng thêm nhiều nhiều. Chứ còn không thì không được mọi người ơi. Này, cái vàng đậu này của thầy vô là chiên cơm cũng ngon mọi người ha. Nên một mớ rau cải một chút vậy thôi chứ tiền không á. Mọi người biết là ở mua rau cải còn mắc hơn là mua thịt không mọi người. Mua rau cải mà ai mà ăn héo phì á, ăn mà đại ép hay ăn ấy á, là còn hả tốn tiền nhiều hơn là mình ăn bình thường á. Tại vì mình ăn những cái mà cho tốt cho sức khỏe thì dĩ nhiên rồi phải không mọi người đó. Cho nên là rất là tốt. Nhưng mà năm nay thời tiết thì cũng nói nhiều lần mà ai sống ở Oregon thì biết năm nay á thời tiết nó kỳ quá à. Cho nên trồng gieo họ hạt nó cái nào lên chút thì lên không, chứ cũng không có được tươi tốt mà ngon giống như hồi năm rồi. Nói chung là thủy thu hoạch cũng khá lắm mọi người, nhưng mà năm nay thì không. Thì thôi kệ, cũng được đi. Một chút làm có ăn là cũng vui rồi mọi người ha. Mấy trái này nó nằm mút ở dưới thì không có thấy, nó hơi già rồi mọi người. Rồi kéo nó lên vậy nè mọi người thì mới thấy em nó. Tại vì cái này á nó mới đầu thì không có để cái cho nó leo đó mọi người, cái nó dính nha. Rồi tưởng nó không lên, ai nhà nó lên một cái, nó lên quá xá là quá xá luôn mọi người. Đây đậu que của thị nó mọi người, nó có mấy trái hơi to rồi, thôi để thị bẻ luôn ha. Đây là thì chưa có to rồi, cái trái nào mà nó già thì thị hái luôn mọi người ơi, chứ để mấy trái thôi, chứ để nó ra một hồi mà mấy cái trái kia thì nó lại già quá. Kệ này được nè mọi người, rất là thích luôn. Được có mấy trái thôi mà chăm em nó cũng dữ lắm đó mọi người. Đậu que thì năm rồi thì có trồng rồi thì biết nó được mọi người ơi, mình không lo nó lên. Cho nên là năm nay á thì chỉ tưới nước thôi. Gà của Thủy nằm ở trong gần bắp của Thủy nó nằm trong đó, nó mổ sâu rồi đó mọi người, nhưng mà dằn bắp của thì cũng cao rồi cho nên là cũng đỡ, có bông có hết rồi. Giờ thì thu hoạch được một mớ này nè mọi người, bây đem vô coi thì thu hoạch được nhờ thì sao ha. Đây là một mớ thì thu hoạch được cũng ok hai cả nhà, hay được hai ba bữa rau canh cải ăn cho nó có sức khỏe tốt. Hôm nay thì thu hoạch được một mớ rau nè mọi người, một mớ rau đỏ đã ha. Ồ, rau đỏ mọng luôn, để thì rửa một hai trái thì ăn cả nhà xem. Và thì đi đặt một mớ đậu này mà được mấy trái đậu que nè mọi người, đậu này nè mọi người, đó nó hơi già cho nên thì bẻ luôn, và được một nồi canh rau dền. Rau này chỉ có nấu canh thôi chứ làm gì hả mọi người. Đó, lần đầu tiên thì nó trồng, lần đầu tiên thì thu hoạch luôn, thích quá mọi người ơi, thích dữ lắm luôn. Và bên đây thì Thủy được hai trái bí đĩa bay, trái này với trái này. Thủy cũng lần đầu tiên trồng á cho nên Thủy muốn cắt một trái to dày và một trái nhỏ dày để Thủy coi cái loại cái lớn này to ngon hay là cái nhỏ ngon, nhìn ở trong á mọi người coi nó đã lớn hết chưa. Và Thủy được một trái bí ngòi nha mọi người, bí ngòi to ơi là to luôn. Thủy muốn bẻ nhỏ nhỏ mà Thủy cứ quên á, tại vì nó nằm ở trong bắp á mọi người, Thủy để trong bắp cho nên là Thủy quên rồi. Ở bên này thì Thủy được mấy củ này nè mọi người, này nè đó, nó cũng to vậy rồi cho nên là thôi bẻ vô luôn mọi người ơi. Đây cái này á, thì Thủy hay nấu súp rồi đó,
thì bỏ vô, hay thì nấu con nuôi á, rồi bỏ vô nấu với cà rốt rồi này kia cho con thì ăn cũng rất là ngon luôn. Mấy cái mình trồng thì nó trội cả nhà ơi, cả nhà thấy vậy chứ đi siêu thị mà mua rau tươi tốt nó mắc quá mọi người ơi. Không phải là Thủy than thở với mọi người như vậy, mọi người đừng nói Thủy than thở, tại vì phía sau mình chia sẻ với nhau đó. Tại vì hả, mấy thì ở bên đây á hay là ở đâu cũng vậy, mình mà muốn ăn đồ ngon, đồ tốt, đồ tươi tốt là hả nó mắc không mọi người. Nó rồi bên đây sẽ được cái trứng gà, Thủy chưa lượm trứng cút mọi người ơi. Hôm nay được 2 4 6 7 có 7 trứng gà ít vậy trời. Đó. Ok. Cảm ơn cả nhà. Thủy xin cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video của Thủy, cho Thủy một like hay một share, nhấn đăng ký ủng hộ Thủy nha cả nhà. Thủy rất cảm ơn tất cả mọi người đã ghé qua channel của Thủy. Chúc cả nhà mình một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc an lành mọi người. Bye bye.